Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, mô hình gây và nuôi động vật hoang dã đang phát triển rộng rãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào, mô hình chăn nuôi hươu sao lấy nhung đang được coi là thế mạnh để phát triển nông nghiệp, giúp người nông dân làm giàu chính đáng. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chủ nhân trẻ tuổi của 18 trang trại nuôi hươu. Khởi nghiệp nuôi hươu khi kinh tế nuôi heo quy mô lớn không thành. Cái mộng làm giàu trên vùng đất mới thôi thúc gia đình anh Lê Xuân Sinh ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà phải chuyển đổi mô hình kinh tế như thế nào cho phù hợp, làm giàu chính đáng. Khó có thể tin được, từ 8 con hươu giống ban đầu, đến nay trang trại Nhung Hươu Trường Sinh đã có 18 trang trại rải khắp các huyện trong tỉnh. Hiện ở cơ sở chính tại gia đình, thanh niên trẻ Lê Xuân Sinh nuôi 30 con hươu. Mỗi con hươu một năm cho hai lần cắt nhung được 6 đến 8 lạng một cặp một lần. Với giá bán khoảng 2,2 đến 2,5 triệu đồng một lạng. Mỗi con hươu mang lại nguồn thu nhập cho gia đình trên 30 triệu đồng. Do vậy, thu nhập bình quân của gia đình từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm là điều hoàn toàn có thể. Về hiệu quả của kinh tế như nói về thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là mình có cảm nhận được là mình bảo tồn được một phần nào đó động vật hoang dã. Cái phần vấn đề thứ hai là vấn đề về tài chính thu vào. Thì với Sinh cảm thấy thời điểm này thì con hươu đã cho mình có tất cả những cái tài chính của ngày hôm nay, từ vấn đề nhà cửa này, những phương tiện trong gia đình này, và tất cả mọi việc mình có ý định làm đến giờ mình cũng khá là thành công trong cái vấn đề này. Theo anh Sinh, nuôi hươu sao sẽ tận dụng được nguồn thức ăn tại địa phương như cỏ, lá cây, vân vân. Hươu vừa dễ chăm sóc lại có sức đề kháng tương đối cao, ít bệnh tật so với những con vật nuôi khác. Vì thế, đây là mô hình có khả năng nhân rộng trong huyện, giúp bà con nông dân từng bước vươn lên thoát nghèo. Hiện ở xã thì có trang trại quân sinh là phát triển lớn nhất, còn có hai trang trại nhỏ lẻ nhỏ thì hiện cũng đang phát triển. Thì hiện tới đây thì địa phương cũng đang có ý kiến bên lãnh đạo là nên phát triển mở rộng trang trại hươu ở địa phương. Do nhu cầu của khách hàng muốn được đến tận nơi để mua nhung hươu trực tiếp, do vậy anh Sinh đã mạnh dạn thuê khoán một số hộ nông dân ở các huyện khác trong tỉnh với giá 4 triệu đồng trên một con hươu để mở rộng địa bàn. Dưới hình thức này, anh Sinh hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho hươu, cũng là cách để chuyển giao kỹ thuật nuôi hươu đến với các nông hộ này. Mình đang có dự kiến là mình sẽ mở thị trường của mình rộng thêm một số tỉnh Tây Nguyên của mình. Tại vì thực tế là một số tỉnh Tây Nguyên của mình là cái địa phương mà theo như mình biết là có khả năng chăm sóc con hươu tốt nhất. Tại vì con hươu thì ăn tất cả các thực phẩm xanh, mà vùng Tây Nguyên của mình là cái vùng mà có nhiều thực phẩm xanh quanh năm nhất, với tất cả các loại cỏ này, tất cả các loại lá này, tất cả các loại rau củ, thì cái vùng Tây Nguyên của mình là vùng theo như Sinh biết thì đang là thuận lợi nhất Việt Nam mình bây giờ. Mô hình nuôi hươu lấy nhung của anh Lê Xuân Sinh vừa góp phần bảo tồn giống động vật hoang dã, vừa giúp người nông dân Lâm Đồng vươn lên làm giàu. Đây sẽ là một hướng phát triển kinh tế chăn nuôi mới cần được nhân rộng và phát triển trong thời gian tới.